Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu được các bạn một clip, đó là cho chim bồ câu ăn thức ăn gì anh em nhé. Thì đây trước mắt anh em đó là thức ăn mình vừa mới trộn cho chim bồ câu đây anh em ạ. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho chim ăn nhé. Anh em cũng lưu ý một điều, đó là nguồn thức ăn ở trại chim bồ câu của mình nhé. Thì mình sẽ sử dụng thứ nhất là cám con cò anh em nhé. Đầu tiên là cám con cò, sau đó là bắp. Bắp anh em lưu ý là bắp mình xay vỡ làm tư anh em nhé, không để to quá, to quá ăn thì nó sẽ không tiêu. Và lưu ý một điều, đó là khi mà anh em mua bắp về thì anh em phải ngâm nhé, bắp này phải ngâm đã thì mình mới cho ăn được. Nếu mà mình không ngâm thì nó rất cứng, ăn thì chim bồ câu nó khó tiêu hóa. Với có một cái nữa là cám gà đẻ anh em ạ. Còn lúa mạch thì không có cũng được anh em ạ, nếu mà có ăn thì càng tốt. Còn thêm gạo lứt nữa, thì đó là nguồn thức ăn chính ở trại bồ câu của mình. Thì mình cũng hay chia sẻ với anh em là chim bồ câu của mình nuôi có một cái nó ưu việt, đó là không bao giờ bị bệnh. Chim bồ câu Thái mình không bao giờ bị bệnh. Thì cơ bản là mình chăn nuôi và nguồn thức ăn của mình nó theo một quy trình nhất định, và nguồn thức ăn phải sạch thì chim bồ câu không bao giờ bị bệnh. Anh em hay nghe nhiều ở trên mạng, đó là chim bồ câu hay bị nấm diều đấy. Thực ra nấm diều đó là nguyên nhân của nó, là khi mà anh em mua bắp ở ngoài thị trường á, thì cơ bản đó là bắp của nó là nó đã ngâm thuốc anh em, ngâm thuốc để nấm mọt miết các thứ á. Thì cơ bản như anh em mà khi về mình không ngâm này, mình không rửa bắp đi á, thì khi mà con chim bồ câu của mình ăn vào thì rất dễ xảy ra tình trạng nó là bị nấm diều. Còn ngoài ra thì ở trại mình cái mà thức ăn chính của nó đó là cám con cò và cám gà đẻ và gạo lứt và bắp, cơ bản đấy thôi. Anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình như nào, rất siêu to luôn anh em ạ, phải nói là siêu to khổng lồ. Những cặp bồ câu anh em có thể thấy trên hẳn trên video của mình này rất khỏe và rất to luôn. Thì lát nữa mình cũng sẽ đi một vòng để anh em quan sát thêm. Đây là cặp bồ câu gà Mỹ anh em nhé. Con này thì rất hung hãn, mình cũng đã làm clip về nó rồi, nó hung lắm anh em ạ, nhìn nó rất là to. Thì có một điều thì nhân đây mình cũng trao đổi luôn với anh em, đó là anh em khi mà mới nuôi chim bồ câu, đặc biệt là đối với những người mà vừa mới mua về á, thì mình đừng có cho nó ăn nhiều quá anh em nhé. Mình cho nó ăn nhiều quá trong khay thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng, đó là nó ăn tham quá và nó bị bội thực anh em ạ. Anh em hay hay hỏi mình gọi điện tại sao chim của anh em nó ăn rõ ràng nó ăn nhiều nhé, nhưng mà nó bị đầy hơi này, là nó bị trướng cái bầu diều nó này. Thì cơ bản như thì anh em cũng dễ hiểu thôi, khi mà anh em cho nó ăn quá nhiều á thì nó không tiêu anh em ạ, nó không tiêu ở trong diều của nó, hoặc là nguồn thức ăn của anh em á, ví dụ là bắp để quá to chẳng hạn, thì nó không tiêu thì nó xảy ra cái tình trạng đó là chướng cái bầu diều của nó lên và nó không ăn được nữa, và nó nước của nó ở trong rất là nhiều. Và để chữa những cặp bồ câu như vậy thì clip khoảng 2 hay 3 tuần trước mình cũng đã làm một cái clip để anh em chữa cái bệnh chướng bầu diều cho chim bồ câu rồi. Thì đây anh em có thể thấy này, đến giờ ăn của nó một ngày 2 lần thì nó ăn rất là mạnh mẽ đấy anh em này. Những cặp bồ câu ở trại mình anh em có thể xem tận mắt luôn, hoặc là có thể đến trại của mình. Và kênh nông dân của mình, nông dân làm giàu của mình thì chia sẻ cũng khá nhiều video rồi. Thì có một cái mà mình cũng thường xuyên lưu ý với anh em là nuôi ở những cái môi trường mà nó thoáng mát á, thì chim bồ câu nó sinh trưởng và phát triển rất là nhanh anh em ạ. Và cộng với cái nguồn thức ăn đó, mà khi anh em mà cho chim bồ câu ăn á, thức ăn nguồn thức ăn nó đảm bảo á, thì nó rất là mau lớn và phát triển và đẻ siêu đẻ nữa anh em ạ. Mình cũng nghiên cứu rất là nhiều rồi thì mình mới có thể cho ra được một cái công thức thức ăn cho chim bồ câu anh em, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Tại vì những cái anh em khác nuôi á, thì đa số là họ, thứ nhất là có thể nói về nguồn kinh phí đi, họ không có tiền mua cám nhiều á, hoặc là không có những cái loại cám thúc cho nó ăn thì chỉ cho ăn bắp thôi, thì nó rất là nhỏ. Đây là đây anh em có thể thấy là con chim bồ câu ra ràng này, đây là mới mới nở được vài ngày thôi anh em ạ, thấy nó siêu to khổng lồ không, trông rất là đã đấy. Những cặp bồ câu ở trại mình nhìn nó thích lắm anh em ạ,
mới được có vài ngày thôi mà anh em xem này, cái này đúng nghĩa là siêu to khổng lồ luôn. Ai đến trại của mình cũng phải trầm trồ và khen ngợi. Đây là hình ảnh chim bồ câu ở trại trên Đắk Lắk của mình anh em nhé. Thì anh em có thể thấy đi dạo một vòng rất là khoái luôn. Và những con cặp bồ câu này thì tầm khoảng 20 ngày nữa là mình sẽ làm thịt được thôi anh em ạ. Thì mình cũng mang đi ở những cái nguồn tiêu thụ như là nhà hàng của mình, hệ thống nhà hàng của mình và những cái địa điểm bán lẻ của mình nhé. Thì mình cũng hay nói với anh em là anh em mà lấy mua của mình hoặc là không mua của mình thì mình cũng bao đầu ra luôn cho anh em. Nói chung là mình cũng hỗ trợ nhau khởi nghiệp thôi mà. Anh em có thể thấy là nhưng những cặp bồ câu mình khoái lắm, siêu đẻ và siêu nhanh lớn mà anh em. Đối với công thức mà mình trộn, mình nghiên cứu hàng năm trời, mình có thể cho ra những một cái công thức như vậy thì anh em có thể thấy này, những cặp chim bồ câu của mình ở trại nhìn rất đã. Và khi mà anh em đến trại của mình thì anh em cũng có thể thấy một điều là chuồng trại chim bồ câu của mình rất là sạch sẽ. Anh em có thể đi rất là nhiều trại, có những trại khi cả năm họ không có dọn phân đâu anh em ạ. Nhiều khi vô trại bốc mùi. Nhưng với trại của mình thì tầm khoảng 1 tháng 2 tháng là bắt đầu mình dọn phân cho nó một lần. Thì nó rất là sạch sẽ và con chim nó cũng không có bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn bệnh từ bên ngoài lây lan vào. Và đa số tất cả những cái cặp chim ở trại của mình là bắt đầu vào đẻ rồi anh em nhé. Vào đẻ rồi ấy, chứ không phải là bắt đầu nữa. Con nào cũng đẻ rồi. Và những cặp nào á mà nó ấp tốt á, thì mình cho nó ấp. Còn đa số là ở trại mình là áp dụng theo công thức đó là cho nó ấp bằng máy anh em nhé. Mình mua máy về mình ấp trứng luôn. Thì khi mà nó nở thì nó nở rất là đều và mình ghép. Hầu như là ghép 3. Có cặp thì ghép 4 cho bố mẹ nuôi luôn. Thì nói chung là rất là đồng đều. Như lúc nãy mình cũng mang một vài con chim non cho anh em xem đấy. Thì nó rất là đồng đều. Và những cặp bố mẹ cũng vậy. Nhìn nó rất là to anh em ạ. Anh em có thể đi rất là nhiều trại ở Việt Nam mình. Nhưng mà mình cũng rất là tự tin. Và mình về cái chất lượng ở chim bồ câu ở trại của mình. À, chim bồ câu ở trại mình là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Đúng nghĩa của nó luôn là chim siêu thịt và siêu chất lượng. Và nó là một trong những cái không phải là một trong những đâu, mà nó là cái loại chim mà chất lượng nhất hiện nay và được săn đón nhiều nhất hiện nay luôn anh em ạ. Nhìn những cặp chim của mình anh em có thể thấy này, cơ bản như anh em nào mà nuôi chơi ấy, hoặc là nuôi theo hộ gia đình ấy, thì anh em nuôi có khoảng chục cặp đi, thì anh em một tháng thì anh em cũng có chim bồ câu ra ràng ăn thoải mái luôn, đãi khách này. Và đặc biệt là những nhà nào mà đang phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú á, mà ăn bồ câu thì phải nói là siêu bổ luôn anh em ạ. Thì anh mọi người cũng thừa biết là chim bồ câu là cái nguồn dinh dưỡng của nó mang lại là như thế nào mà. Đã nhắc đến bồ câu á, thứ nhất là nó biểu tượng của hòa bình, thứ hai là cái độ dinh dưỡng của nó cực ngon luôn anh em ạ. Và mình đây mình không phải nói quá chứ anh em có thể thấy là cặp bồ câu của mình nhìn như là con gà ấy, chứ đâu phải là bồ câu nữa anh em. Nhìn rất là to luôn, nhìn nó to. Bồ câu con thì nhìn rất là đã. Anh em có thể thấy nhìn ú nu luôn anh em ạ. Rất to đây anh em này. Đây là bồ câu mới đẻ đấy nhá. Mới nở được vài ngày đấy. Nhìn rất to. Ở đây mình mang ra cho anh em xem luôn này. Trời ơi, rất to luôn anh em. Và mình cũng dám chắc là những cái loại bồ câu khác là nuôi con và nó cái độ to của nó là nó không bằng bồ câu Thái ở trại mình đâu anh em ạ. Anh em có thể thoải mái đi nghiên cứu những cái trại khác luôn. Nhưng mà đã đến trại của mình thì phải nói là anh em mê mệt với nó luôn. Và có thể nói là cái việc nuôi bồ câu á thì nó mang lại một cái lợi nhuận rất là cao. Và cái lợi nhuận thì mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều clip rồi. Đây là mình không phải giới thiệu của mình nói quá đâu anh em. Có sao mình nói vậy thôi. Thế anh em có thể nghiên cứu thêm. Thì có thể nói là cái đại dịch Covid-19 này nó xuất hiện thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều ngành chăn nuôi và những ngành kinh tế khác. Và đặc biệt đó là nó
nó khiến con người ta ít ít được đi lại này, hoặc là mình phải giãn cách xã hội này, thì mình cũng hay chia sẻ đó, cái việc nuôi bồ câu anh em. Thực ra đó, bất kỳ cái thời điểm nào nuôi bồ câu cũng cực kỳ hợp lý luôn anh em. Anh em có thể thấy là trong đợt dịch này này, anh em nuôi chim bồ câu, anh em hay nói là tại sao không có đầu ra, làm gì có chuyện không có mà mình khó đầu ra anh em ạ. Cơ bản như là người ta vẫn ăn chim bồ câu, khi mà ra ràng người ta vẫn ăn anh em ạ. Như mình hay trao đổi là cái nguồn đầu ra của ở trại mình như là không đủ cung cấp thị trường mà, nên mọi người nuôi bồ câu cứ mạnh dạn lên, không phải là nghe đông nghe tây rồi mình sợ hãi về điều gì đâu. Anh em có thể thấy là ở trại mình vẫn hết nuôi hết sức bình thường, vẫn đầu ra vẫn hết sức là ổn định, và tiền hàng tháng mà đổ về cái nguồn lời lãi của mình là vẫn rất ok anh em ạ. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Thì chúc anh em nuôi bồ câu mà khi mua về thì sẽ biết cách chăm sóc cho đàn bồ câu của mình.